Chào các bác, cô chú, anh chị, chợ Vạn Phúc, Hà Đông. Mùa ba cây của Quách Tĩnh hơi đẹp ấy. Đẹp quá. Đẹp. Đẹp ấy. Món này đẹp hơn ảnh ấy. Hôm trước thấy ở trên ảnh không đẹp à? Bao tiền cây này bác? Hả? 150 à? Cây này? 85 triệu. Cây này? 120, 150, 85. Quách Tĩnh. Đẹp quá nhỉ. Đều là gu tầm trung thấp. Đẹp quá. Đà đấy. Chứ không có bợt nhợt như à lần trước đâu. Đấy. Quả này mâm lần này nhặt nhiệt sạch sẽ, nhặt răm riêng. Trước thấy cả nhà ngồi nhặt răm trên Facebook. Đẹp nhỉ, chậu tàu đấy. Trồng theo lối hiện đại đấy, chứ không phải các cụ ngày xưa đâu. Kể cả làm răm lẫn làm rác. Cái chiếc hoành. Cái chiếc hoành rất là đẹp. Con này đẹp ghê nhỉ, con này bộ răm dã man nhỉ. Rất nhiều hàng như này nhỉ. Đây. Bánh gấc. Lên chậu chậu tàu đấy chứ nhỉ. Đẹp. Nhìn cái form dáng chậu lên cái khác. Đây răm rất dày. Cái này thì mỏng hơn chút nhưng mà nó sẽ nhanh dày thôi. Bên kia thì theo lối cổ. Theo lối cổ ngày xưa rất là đẹp. Đấy. Quả phúc rất đầy. Đấy, nhặt rất là sạch sẽ, sóng rồi. Sóng, sóng. Đấy, đẹp. Đẹp, cây nào cũng đẹp. Cây này đang nhiều quả. Cây này răm nó bay hơn cái kia thì tại vì mình chưa rút hẳn ấy. Cây kia nó dày quá. Rút rồi. Quả phúc làm rất hay. Rất đầy, rất đều. Cây lối cổ rất cũng rất già. Cây này già lối cây theo lối cổ nhưng mà làm rất hiện đại. Đấy. Làm rất hay. Nói chung là ba cây xanh rất là hay. Đấy. Bác Quách Tĩnh nhá. Bác nào biết số thì xem lại các video trước có cây số của bác Quách Tĩnh rồi. Cây này bệ bãi nó mỏng bò tiết đúng hợp này chảy mỏng vĩ nha, đấy là chưa lọc hết, này vẫn chưa lọc hết dòng. Cây này được sau rút lại tí nữa thì dày hơn này, sạch sẽ, khỏe khoắn nha, đẹp con cây đẹp, toàn tiền lít cả, đẹp. Mỏng dính, chậu tàu này rất mỏng. Mỏng dính.
chợ rất đẹp, rất hợp. Đấy, hai cây xưa kia đó cũng rất là hay. Sáng giờ mở hàng cái nào cho bác? Có mà một cây rồi. Tùng đẹp, tùng đẹp. Tùng này bao tiền anh? 12 triệu. 12 triệu. Tùng à? Sơn Liễu à? Nhìn thiên nhiên đấy nhỉ? Cây này bao nhiêu tiền anh? Cái sơn liễu này này. 4 triệu à? 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi. Này cho cái khay này. Sơn liễu lá đẹp. Lá nó rất đẹp mà thân động đẹp. Là một size rất đẹp của sơn liễu. Đây là cây của bác Hải Dương Toàn. À, đọc lại số cây bác nhỉ? Đỡ phải mò mẫm lại video cũ. 0969 114 131. Cái này là bao tiền đây? Cái này 12 triệu. 12 triệu luôn. Rất là điều đà nhỉ. Hay già, mịn mà. Cách chơi thôi. Dây này là chỉ còn nắn lại thôi chứ cây nó form không dáng rồi. Một người bê nhẹ. Đây cùng rất hay. Bộ ba kia xanh kia phê quá. Lý sang Lý Hoàng làm lại vũ khí hóa các loại nào chưa nước hết rồi làm vũ khí hóa ai chưa hóa nào bình dành làm kia trên xe này còn nhiều lắm. Đó, cùng trên xe còn nhiều lắm. Lịch quế đi qua sau này đi bác nhá. Đấy, tùng đây. Thích thì cứ alo thôi. Đó, đang bật tiếp khách. Đấy, sáng làm cái thế là ấm bụng rồi. Lua này. Một loạt lá móng này, giá 8 triệu một phải, 8 triệu một cây. Còn mang cả nữa, tùy các bác, tùy duyên, tùy mỗi người. Đấy, chi này. Đây, nhìn cũng rất là hay ho. Khá là hay ho này. Đấy, bách thôi nhưng mà hay đấy.
có cái đám mây nên là mát. Đây chắc sáng ngày nó múc cái gì đi rồi, còn cái chậu để lại. Chậu sinh nhật này trồng cây rất là đẹp. Còn cái tùng bên này thì bao nhiêu á? Cái đấy là 15 triệu. 15 triệu. Còn cái loại này là cứ 8 đồng một cây à các bạn? 6 đồng một cây. Đấy, móng đấy. Móng đẹp. 6 triệu một cây. Hả? Rồi. Quay con này rồi. À đây đọc lại cái số của bác ca 0942 0942 455 à? Ừ. 590. Nếu ông cũng chịu xem lại ông cứ hỏi. Thế. Còn chịu khó hôm nào cũng đọc lại phát thôi. Ông nhớ phải không? Chính ra về hỏi mình đích nhất số mình cứ xem lại. Đẹp quá. Mày nghĩ ra nó rụt lại tí thôi lại bằng cái bên kia. Quả này kinh. Nằm ngủ thế này được. Rồi các bác để sang bên kia xem có cái gì hay không.